Chào mừng các bạn đến với kênh đào tạo tin học trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Các bạn có thể truy cập về địa chỉ là youtube.com sục đào tạo tin học này để có thể theo dõi toàn bộ các video hướng dẫn về tin học văn phòng cũng như là các thủ thuật về tin học văn phòng rất bổ ích. Trong khi xem video thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới video hoặc nút subscribe ở phía dưới video để đăng ký và theo dõi các video hướng dẫn của mình hàng ngày. Trở lại với nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sắp xếp dữ liệu cho Excel. Giả sử như trong một trường nào đấy các bạn muốn sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần của cái giá trị này hoặc là giảm dần của các giá trị này, hoặc các bạn muốn sắp xếp theo thứ tự alphabet chẳng hạn, thì các bạn làm như thế nào? Thì để làm được điều này các bạn là như sau. Giả sử như ở đây mình muốn sắp xếp cái khoản chi tiêu ở trong tháng 1 này theo thứ tự từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất, thì các bạn vô đen toàn bộ cái cột dữ liệu chứa dữ liệu này, sau đó các bạn vào home, tab home và các bạn chọn sort and filter. Các bạn chọn đến phần custom sort. Ở sort by này thì các bạn chọn cái ở đây là tháng 1. Cái sort on này thì ở đây mình chọn theo giá trị, như là mình chọn value, và cái order này tức là sắp xếp từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất hoặc là ngược lại. Thì ở đây mình chọn nhỏ nhất cho đến lớn nhất, sau đó các bạn chọn OK. Các bạn để ý các cột khác như chi phí này và tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 vân vân sẽ thay đổi theo. Các bạn nhấn OK. Đó, các bạn thấy này. Ở đây các bạn chỉ quan tâm đến ghi tháng 1, vì vậy các tháng khác, các thứ tự có thể khác, các có thể là không theo thứ tự từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất. Tuy nhiên là cái tháng 1 này chúng ta đã sắp xếp đúng theo yêu cầu đặt ra lúc đầu. Giả sử như mình Ctrl Z lại cái này thì mình làm theo một cách khác, đó là mình chỉ cần bôi đen cái tháng 1 này thôi. Sau đó mình vẫn vào home và mình chọn sort. Ở đây mình chọn sort smallest to largest, tức là từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất. Thì khi đó thì Excel đưa ra cho chúng ta một cảnh báo, thì Excel vẫn tìm thấy cái mà cần chúng ta chọn. Tuy nhiên là trong một số trường hợp thì có thể là cái dòng khác mà không được sắp xếp theo. Ở đây mình nếu mà mình chọn sort thì thứ tự kết quả vẫn được như lúc nãy. Tuy nhiên là làm theo cách này có thể dễ bị nhầm. Vì thế các bạn nên bôi đen toàn bộ các cột, toàn bộ cái phần dữ liệu này, sau đó các bạn sort như này là chuẩn nhất. Còn nếu trong trường hợp là các bạn muốn sắp xếp theo cái thứ tự alphabet chẳng hạn, thì các bạn cũng làm như vậy. Các bạn bôi đen toàn bộ cái phần dữ liệu này, sau đó các bạn vẫn vào home và chọn sort filter, các bạn chọn custom sort. Ở đây các bạn đang sắp xếp theo cái phần cột chi phí, vì để sort by thì các bạn chọn chi phí, value, cái sort on này các bạn vẫn chọn value, và cái order này thì chúng ta chọn từ A đến Z. Các bạn thấy cái phần này của chúng ta đã thay đổi, thì theo phần chi theo cái thứ tự alphabet C P T X vân vân, mình cân cho Z lại chỗ này. Mình xem một ví dụ khác. Ở ví dụ này các bạn sẽ dễ hình dung hơn ra hơn. Các bạn khi các bạn nào Excel, các bạn thường thấy là cái ví dụ ở đây họ tên thì thường sắp xếp theo thứ tự alphabet, thì các bạn làm thế nào? Các bạn cách làm tương tự như lúc nãy, các bạn bước vào tab home và các bạn chọn sort filter, các bạn chọn custom. Ở đây thì mình sort theo cái tên, ở đây các thông số mình vẫn chọn value và từ A đến Z. Thì các bạn chú ý, các bạn nhìn sẽ cái thứ tự tên từ cái phần đầu cứ bài chữ cái sẽ được lên phía trên này, các bạn nhìn OK. Đó, các bạn để ý thấy kết quả của chúng ta đã thay đổi. Còn phần tiền lương này thì như thế nào? Giả sử như mình muốn sắp xếp cái tiền lương thấp nhất ở phía trên, sau đó cái tiền lương cao nhất ở phía dưới nhé, thì các bạn cũng làm như vậy. Sort filter custom sort, và các bạn chọn cái phần đây là tiền lương, đây các bạn chọn largest to smallest, smallest to largest, tức là từ nhỏ nhất đến lớn nhất. OK, như vậy là các bạn đã sắp xếp xong cái phần tiền lương này. Như vậy là video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách sắp xếp dữ liệu trong Excel. Thì trong khi xem video thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để theo dõi các
video hướng dẫn khác của mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày sau.